Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2018 tại nguyện đường Santa Marta. Anh chị em thân mến, qua các mối phúc và những hành động của lòng thương xót, Chúa Giêsu luôn chỉ cho ta thấy đời sống của người môn đệ phải như thế nào. Nói một cách cụ thể, phụng vụ hôm nay tập trung vào bốn chi tiết để sống đời Kitô hữu, đó là yêu kẻ thù của mình, làm điều tốt cho người không thích mình, chúc phúc cho những ai nói xấu mình, cầu nguyện cho những ai đối xử tệ với mình. Người Kitô hữu không bao giờ được tham gia vào những cuộc bàn tán nhiều chuyện hay đi vào cách lý luận kiểu lăng mạ. Những điều ấy chỉ dẫn tới chiến tranh. Nhưng hãy luôn tìm giờ để cầu nguyện cho những người khiến mình khó chịu, bực mình. Đây là một kiểu Kitô hữu, đây là một kiểu sống đời Kitô hữu. Nhưng nếu ta không làm bốn điều này, yêu kẻ thù, làm điều tốt cho ai không thích ta, chúc phúc cho ai nói xấu ta và cầu nguyện cho ai đối xử tệ với ta, ta có là Kitô hữu không? Có chứ. Chúng ta là những Kitô hữu bởi vì chúng ta đã lãnh nhận phép rửa tội, nhưng ta lại không sống như một Kitô hữu. Ta sống như một người ngoại đạo, thờ phượng tà thần và đầy tinh thần thế gian. Chắc chắn nói về những kẻ thù và về những người thuộc trường phái và đoàn thể khác thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng luận lý của Kitô hữu đi ngược dòng, đi ngược với xu hướng và đi ngược sự ngu dại và điên rồ của thập giá. Mục tiêu sâu cùng là hành xử giống như con cái cha trên trời. Chỉ những ai sống lòng thương xót mới giống với Chúa Cha. Các con hãy là những người sống lòng thương xót như cha của các con là đứng xót thương. Đây là một con đường đi ngược lại và nghĩ ngược lại với tinh thần thế gian, ngược lại với việc tố cáo và lên án người khác. Bởi vì kẻ tố cáo đang ở giữa chúng ta, nó luôn tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa nhằm tiêu diệt và làm chúng ta sụp đổ. Satan chính là kẻ tố cáo. Và khi ta đi vào cách lý luận, cách suy nghĩ của lên án, của nói xấu hay tìm cách làm hại người khác, thì ta đi vào luận lý của kẻ tố cáo, kẻ hủy diệt. Những ai không biết đến chữ thương xót, không biết thì sẽ không bao giờ sống nó. Vì thế, cuộc sống đung đưa và lưỡng lự giữa hai lời mời gọi, một của Chúa Cha và một của kẻ tố cáo, kẻ thôi thúc ta tố cáo người khác và tiêu diệt người ấy. Nhưng chính hắn đang tiêu diệt chúng ta. Bạn không thể làm điều đó với người khác. Bạn không thể đi vào cái luận lý của kẻ tố cáo ấy. Nhưng cha ơi, con phải tố cáo. Đúng rồi, hãy tố cáo chính con. Làm như thế sẽ tốt cho con. Lời tố cáo chính đáng và hợp lý duy nhất mà các Kitô hữu có thể làm là tự tố cáo và lên án chính mình. Còn với người khác, chỉ bằng lòng thương xót, bởi vì chúng ta là con cái của Chúa Cha, đứng giàu lòng xót thương.